Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, đạo diễn Minh Bo bị kiện đòi 20 tỷ đồng. Theo nội dung đơn kiện, ngày 10 tháng 10 năm 2019, giữa Nguyễn Tâm và công ty quảng cáo Kiến Vàng do ông Trần Minh Trọng, tức đạo diễn Minh Bo, làm giám đốc, ký với nhau hợp đồng sản xuất phim Nơi Nào Cho Tình Yêu. Tiếp theo, ca sĩ Nguyễn Tâm đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả, được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 8607 ngày 18 tháng 11 năm 2020. Sau đó, ca sĩ Nguyễn Tâm được một người bạn báo tin phim đang được một đơn vị chuẩn bị phát hành trên YouTube. Tôi gọi điện thoại cho đạo diễn hình ảnh Minh Bo, mới biết công ty của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân bằng cách nào đó đã lấy cái phim chưa hoàn chỉnh khi đạo diễn hình ảnh Minh Bo đưa cho bên công ty Lồng Tiếng, vì công ty Kiến Vàng phải phối hợp với công ty Lồng Tiếng để hoàn thành bộ phim. Ca sĩ Nguyễn Tâm nêu trong đơn. Khi phát hiện sự việc, Nguyễn Tâm gửi email cũng như liên lạc yêu cầu tháo gỡ trailer phim, đồng thời công bố rằng đơn vị nào muốn công chiếu phim này phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của mình. Theo ca sĩ Nguyễn Tâm, công ty của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã tiếp tục sử dụng tư liệu phim với tên gọi Hạnh Phúc Xa Bay, thay đổi tên tác giả và đạo diễn, chỉ giữ lại nội dung và tự ý phát hành trên YouTube, Facebook dù chưa được sự chấp nhận. Ca sĩ Nguyễn Tâm cho rằng hành vi của phía công ty nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của mình. Còn phía công ty Kiến Vàng đã không bảo vệ thông tin mật như cam kết trong hợp đồng, làm nội dung phim Nơi Nào Cho Tình Yêu bị tiết lộ cho bên thứ ba. Trong đơn, ca sĩ Nguyễn Tâm buộc phía bị đơn liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 20 tỷ đồng. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tâm đã nộp đơn kiện và tòa đã nhận đơn, đang trong quá trình xem xét, thụ lý. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân nói với chúng tôi chưa nhận được thông tin bị kiện từ phía tòa án. Tất cả các nội dung trên kênh của Vũ Luân đều hợp pháp và có bằng chứng đầy đủ để đối chất. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết và bày tỏ niềm tin vào sự công tâm của pháp luật.